giao lưu với fan đấy. Ừ. Fan, anh em cứ gọi fan, giao lưu khán giả thôi. Ông Steven ré ra này, suốt ngày xuống phong độ thôi. Đá thì ít. Rất xịn luôn. Nếu mà để như này, không biết nó có lùa bóng tốt hơn không? Anh em nhìn bộ chiến thuật rồi, cục xúc à? Đánh chặn chủ động thôi. Xem nó thủ có tốt hơn không nhé. Nam Dinh Hoa, team liver này đẹp phết anh Bình nhỉ? Đẹp mà hơi khó đá. Có một tiền đạo cao to thì đá ngon. Mua con ba lô ngon. Javier Trần, team liver này thiếu đánh bởi Linh Mông Bong là không ổn rồi. Mặt cười. Ơ kìa, vấp bóng rồi chứ mẹ, kéo đỡ. Nghe giọng nói của sếp mướt tai hơn, mặt cười. Firmino đấy anh em ạ, cộng 8 mùa móc đấy. Yếu như con sên. Quả đấy mà là thằng khác thì mẹ đóng mà tung gôn. Easy. Vương Thiên Cơ, sao giờ tụi CDM truyền ảo vậy em? Ví dụ Casemiro 22T của tôi có những quả tiềm má ngoài. Chỉ số truyền nó cao. Ví dụ con Rodri chẳng hạn, nhìn thấy thôi nhưng mà nó có chỉ số thánh truyền bóng ấy. Rodri của Man City. Javier Chan, mở mắt được ông Maswey nhưng chỉ số vẫn thấp. Ngày xưa thích ông này lắm. Kéo hiểu ạ, Zira hay con Zidane mà cứ đấm cho. Đấy, cầu thủ chỉ số cao nhất team Zira hay con 5. Đáng cực. Dỗi gì. Đáng ra nó phải làm Zira chân 4, chân 5. Thêm cái truyền tạt vào ngoài nữa. Zira mà lại không có truyền tạt vào ngoài. Tảo lao. Đổi nào. James Miner. James Miner hơi bị a đuổi. Nếu mà cho con Henderson vào thì sao nhỉ? Henderson lúc có khôn hơn này. Hay Vinaldum ta. Vinaldum đi. Ui giời, tí chết Vinaldum đánh đầu. Sợ bạn. Tí hoảng nhá. Ok. Soret. Nope. À, trận này trận chịu tê giờ. Con Gullit EBS nữa đây này, nó đang trên màn hình em này, nó đang đấm cả đội River này. Mua thôi chứ còn gì nữa. Xây team liver nữa cũng không hẳn đâu mày, chẳng qua là team này nó không được chuẩn hàng lắm thôi. Ví dụ Vinaldum cũng là Vinaldum nhưng mà con Vinaldum bố em nó đá hay hơn nhiều, chứ lại con móc này đá chán ra mà. Zira thì đúng là không nên mua icon. Ví dụ như là đội có nhiều con khác, nhiều con khác kiểu bá đạo, có Gullit các thứ thì Zira icon cũng ok, bởi vì nó giải quyết được cũng khá nhiều tình huống. Nhưng mà để Zira làm kiểu cầm trịch cho cả một cái team ấy, là Zira không đá được, khọt mẽ một chân. Tức là bắt nó phải tham gia quá nhiều tác vụ là nó không thể hay được. Chứ bây giờ mà có một con như kiểu con Gullit đứng bên cạnh con Zira thì lại ok. Tiếng giật rét của Zira
rồi. Trận thăng hạng. Vất vả vậy. Easy. Rồi. Ôi chào Bình Phạm nhá. Bình Phạm, sếp ơi, nên chơi 200 V suất hay chơi event giữa tháng ạ? Không nên chơi nhá, 200 vòng không nên chơi. Rồi. May quá. Quả còn quay xong một sút chân phải. Combo kỹ quả bù dở. Vấn đề là cái team này là anh em biết sao, nó yếu quá, nó toàn còi xương thôi. Đá là cứ phải chạy vòng qua đối phương chứ không hút được. Rồi. Easy. Set D. Rồi, trận này short F3 bàn. Trả lại những vất vả ở những trận đấu trước. Yes! Việt vị à? Không việt vị luôn. Soaret. Trận Đông, anh chơi Alaba VTV chưa ạ? Theo anh nó đá CB có tốt không ạ? Tốt, tốt. Okay. Soaret trận này 4 bàn, ảo ma vậy. Trận này sút bừa cũng vào. Quả vừa rồi sút bừa tôi không nghĩ là vào. Oh my god. Sút theo đúng kiểu tào lao vẫn đang. Che che. Game là tháo xích cho chúng ta. Thắng 2-6 thua 5. Thua hơi nhiều. Rồi. Ngoan đi. Nguyễn Trung, nguyên giản UCL chỉ có ATM là CS thấp. Mặt cười tránh nhất nhất là gì mà ác bãi trường. Nó là loại MU với ảo. Atletico dạo này xuống rồi mà. Cả lại tại mình. Easy. Thôi rồi à. Được. Những đá nhã, gặp đội hình yếu toàn tăng làm nhằng mà sút với đâm người fan ung ghê quá mình thì sút. Nếu mà người ta dám cầm cái đội hình yếu mà đá danh cao ấy là vì họ đá hay họ mới dám cầm đội đấy. Nên những người đấy tư duy tốt, mình phải cẩn thận. Đây rồi. Lại được trăm sao. Dình mãi được phát. Kiếm tí sao đúng không? A few moments later. Bầu sưng, sung sướng ngay, mặt cười ngay.
bao giờ cho nhà phát hành với nhà làm game ưu ái team Liver hơn chút nhỉ? Như này team Arsenal của tôi còn may mắn lắm anh em ạ. Đá nó vẫn còn dễ hơn team này nhiều. Team Arsenal, cái đám huyền thoại của nó còn kinh chứ, anh em nhìn cái đám huyền thoại Liverpool này. Kazage, John Ban, đá vãi cả nồi. À, nãy giờ toàn gặp Elo 3K rồi đây này. Càng thế. Anh em đừng cản tôi. Để tôi đấm thằng này. Rồi. Arnold tạt quả bóng. Arnold tạt quả hay quá. Đấu hài nhưng mà vui đúng, quá vui. Rồi, gặp cả 3K3 thế này. Em đá cái team này khổ lắm rồi các bác. Nhét cho em con nào dễ đá tí đi. Chơi toàn thì loại 3K3 thứ này. Nick của em cứ liên tục có thể giành chiến thắng trước những người chơi 3K Elo này thì em nên cảm thấy vui mừng. Đó là điều tuyệt vời. Đấy. Mặc dù tôi có thể chửi team này nhưng mà những cái trận khó thì chúng ta lại thường làm được. Hay lắm. Hay lắm. Mane. Cái để nè, sút. Lại còn phạm lỗi. Không đỡ được ạ. Mẹ nó đã sút hụt bóng lại còn sút vào người người ta. Ngu. Rồi. Rocco. Ôi dồi ôi, ăn mừng thế, xấu lắm. Easy. Rocco, hay quá nhỉ. Rocco. Đá ảo đấy. Tìm đồ là tìm mình cũng không mặt cười. Trêu. Và tôi cũng không định sút. Không, con Chamberlain này nó được mà. Đây này, chỉ số nó được mà. Thể hình to này. Chân 4, chân 5 này. Chỉ số khá đều. Trong cái lít lương 16 thì là nó được thôi. Oh yeah! Người bạn có quả sút, à quả đánh đầu trúng xà. Quả đấy mà vào thì thế trận nó khác. Ồ! Oh, ồ! Oh, siêu sao luôn! Hoàn thành chỉ tiêu, đổi ước ao đi anh. Siêu sao luôn mới giỏi chứ. Ảo mà Lazada. Siêu sao luôn mới giỏi anh em ạ. Tôi thấy mình hay quá. 39 trận, 30 thắng, 5 thua. Team Liverpool này là cái team bị tôi chửi nhiều nhất. Chính ra đá lên thẳng siêu sao, kinh vãi. Sơ đồ hình mỏ neo. Bầu sưng, bảo thật đấy, mặt cường, biếu xếp bát đi tôm chứng nét. Cảm ơn em Sơn à. Không ngờ đấy. Ảo thật đấy.